Thưa quý mạnh thường quân, thì hôm nay là anh chị em thiện nguyện cũng đến thăm nhà của bác Khánh Vy. Thì mấy ngày qua thì cũng hữu duyên anh chị em thiện nguyện cũng biết được cái hoàn cảnh của bác Khánh Vy, đã bác căn bệnh hiểm nghèo, và bác Nguyễn Ngọc Khánh Vy thạc lớp 3 ở xóm 6 thôn Phủ Tài, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Hôm nay thì anh chị em đại diện lên nhà và có đồng hành là có chị Bùi Thị Hương, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Kỳ. Trước tiên thì anh em cũng ghé thăm để hỏi tình hình của cháu Khánh Vy, và cũng đồng thời là câu cái tình yêu thương của quý mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ cho cháu, giúp đỡ cho cháu trong cái lúc bệnh tật này. Thì qua mấy ngày thì anh chị em thiện nguyện cũng kêu gọi được tổng số tiền là 46 triệu đồng. Trong đó thì anh Trung thiện nguyện và fanpage Nghĩa Điền Quê Tôi kêu gọi được 28 triệu 840 nghìn. Câu lạc bộ vòng tay nhân ái Nghĩa Hành kêu gọi được 14 triệu 500 nghìn. Em Phạm Quỳnh Viên kêu gọi được 1 triệu 160 nghìn. Một mạnh thường quân giáo tay ở Nghĩa Kỳ ủng hộ cho cháu Khánh Vy là 1 triệu. Và chị Phạm Thị Thanh Khiết cũng chung tay giúp đỡ cho cháu Khánh Vy là 500 nghìn. Và tổng số tiền là 46 triệu. Cũng xin cả nhà thông cảm, thì để công khai minh bạch thì số tiền này sẽ trao trực tiếp cho bà ngoại của cháu Khánh Vy, và nhờ chị Bùi Thị Thường trao cho bà và đếm rõ ràng để tôi đến tặng đây. Em nói ra em đếm nghe tài hay tài nhạc. Thay mặt phòng Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Kỳ cũng xin cảm ơn tấm lòng của các anh, các đoàn thiện nguyện và các quý mạnh thường quân. Thì với tổng số tiền sẽ xin đếm với số tiền là 46 triệu. Đếm từng cặp một cặp. Đếm to lên. 92 tài là 46 triệu. Cháu xin phép cô đúng số tiền của cô 46 triệu. Cô chấp nhận là cô. Cô cũng là bà mã của đây, thì cô cũng cảm ơn anh Trường Quân và đơn vị thực hiện với các cháu. Cô cũng mong rằng là cái mạng của cô nó nhanh đất về gia đình. Cô xin cũng thay mặt cho anh chị em thiện nguyện cùng với gia đình cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cũng như đồng hành cùng với anh em thiện nguyện giúp đỡ cho cháu Khánh Vy. Cũng cảm ơn chị Bùi Thị Thường, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Kỳ, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho anh em đến với gia đình. Xin chân thành cảm ơn và chúc cả nhà sức khỏe bình an và vạn sự như ý ạ.